Vâng, xin kính chào tất cả các bác, các anh, các chị trên mảnh tổ quốc. Tôi là Dũng đến từ Gốm Hoàng Phát. Hôm nay Dũng sẽ quay tất cả các anh, các chị một đôi lục bình chim hạc mạ vàng trắng gươm anh chị nhé. Như lúc trước em hãy quay cho anh chị những cái đôi như thế này rồi, đôi phúc đức này hay là đôi tứ cảnh. Hôm nay là em sẽ quay cho anh chị một đôi là chim hạc. Đôi chim hạc này với họa tiết là nền vẽ xanh, sau đó được mạ một lớp mạ vàng tráng gương nano anh chị nhé. Đấy, em sẽ quay các cái điểm cần chú ý cho anh chị xem. Phần miệng này, đó, phần miệng này, phần họa tiết này, chim công này, cành tùng này, những cái phần bóng và sáng này đều được mạ hết anh chị nhé. Một cặp hai chiếc vẽ đối nhau đấy, như anh chị nhìn này, nó đối nhau, hai bên đối nhau luôn như kiểu trước gương anh chị nhé. Đó, mình sẽ thấy họa tiết đây. Chim hạc là loài chim quý, loài chim chỉ đứng sau như ngang ngửa với công và kém phượng hoàng mà thôi. Chim hạc là loài chim tiên, được các vị thần tiên hay cưỡi, nhất là viên đạo giáo. Phía dưới anh chị nhìn này, cặp đế này rất bóng và sáng luôn anh chị ạ. Tổng chiều cao khoảng 1m55 anh chị nhé, đường kính 40cm. Cái chiều cao này thì nó tùy đôi, có đôi thì nó chuẩn 55, có 54, đôi 56, thì em cứ gọi chung là 1m55. Còn cụ thể anh chị nào ấy, muốn xem cụ thể thì em sẽ đo cụ thể cho anh chị xem. Đó, nó sẽ chênh nhau, vì hàng thủ công nó sẽ chênh nhau một xíu, nó không thể chuẩn từng số, từng phân mm đâu ạ. Đấy, như em quay anh chị xem. Đối với anh chị nào ấy đang sử dụng những cái bàn thờ có chiều cao 1m27, bề ngang khoảng 1m53, 1m75, dùng đôi này rất ok anh chị nhé. Hoặc là sử dụng với các cái bàn thờ trong nhà nhà phố, nhà chung cư với cái bàn thờ chiều ngang khoảng 1m, 1m1 thì dùng vẫn ok. Đó, nhưng mà khoảng khả năng là 1m53, chiều ngang 1m53 sẽ đẹp hơn. Hoặc 1m75, tức là cái chiều ngang của bàn thờ ấy, 1m75 sẽ đẹp hơn anh chị ạ. Đó, đấy là phía trước ạ. Còn đây xin quay phía sau cho anh chị xem. Đấy, phía sau của nó là các họa tiết là cũng là cây trúc này, cành trúc này, hoa cúc này, đấy, tảng đá vân vân. Tất cả em đều quay điện thoại hết anh chị nhé, thì sẽ có cái màu sắc nó chân thực nhất, gần gũi với anh chị nhất. Thế nhưng anh chị nào đang sử dụng các điện thoại khác nhau thì nó sẽ ra cái màu nó hơi khác một chút nhé. Đấy, màu hơi khác thực tế một chút. Ví dụ anh chị nào dùng Samsung thì màn hình nó sẽ rực rỡ hơn, hơn iPhone. Đấy, những iPhone thì nó chi tiết tốt hơn. Đấy, anh chị nhìn không ạ? Khi em di chuyển ấy, tất cả các họa tiết này nó sẽ có ánh, nó ánh theo cái góc nhìn, nó sẽ tạo nên một cái độ đẹp. Đấy anh chị ạ. Một số anh chị hỏi qua Zalo thì bên em cũng gửi video qua Zalo, tuy nhiên là video qua Zalo nó mất, nó bị không nứt vỡ, thì anh chị xem trên YouTube anh chị nhé, thì nó sẽ chuẩn hơn, màu sắc hoặc như là độ sắc nét sẽ tốt hơn. Thì em cũng sẽ đăng lên YouTube cho anh chị xem. Các anh chị nào đang xem video thì cho em xin một like, một share, một chia sẻ, đăng ký kênh cho Gốm Sứ Hoàng Phát. Báo giá sẽ báo giá ở phần bình luận anh chị nhé. Anh chị xem đến thời điểm này thì bên em sẽ báo giá vào phần bình luận anh chị xem. Địa chỉ cụ thể của bên em là Gốm Hoàng Phát, số 21 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, ngay đầu dốc D thôi. Anh chị đi vào dốc D chỉ khoảng 5-7 nhà bên tay trái là tới anh chị ạ. Em xin phép quay đây. Các bác xem video thì nhớ cổ vũ động viên em để em có thể quay những video mới hay hơn cho anh chị xem anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.